de Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ sáu ngày 19 tháng 2 gồm có Trước hết là bản tin, kế đến là một vui bước tin mừng, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, mùa chay thời gian để trở thành anh em và đối thoại. Vatican, hôm thứ Tư ngày 17 tháng 2, Đức Thanh Cha gửi sứ điệp cho chiến dịch huynh đệ ở Brazil, khuyến khích. Chúng ta phải vượt qua đại dịch và chúng ta sẽ làm như vậy để có thể vượt qua những chia rẽ và để hiệp nhất với nhau. Chiến dịch huynh đệ ở Brazil là một sự kiện truyền thống có từ hàng chục năm qua với mục đích kết hợp tình liên đới và chiều kích đại kết. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại những giá trị nền tảng của thời kỳ sám hối được bắt đầu vào thứ tư lễ cho và sự liên hệ đầu tiên là với thực tế của đại dịch, đặc biệt thực tế khắc nghiệt ở Brazil. Ngài viết, Chúa Kitô mời gọi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúc lành cho sự phục vụ quên mình của nhiều chuyên gia y tế và khuyến khích tình liên đới giữa những người thiện chí. Chúa mời gọi chúng ta quan tâm đến sức khỏe của chính mình và người khác, như dụng ngôn người Samaria nhân hậu dạy chúng ta nói về chủ đề của chiến dịch năm 2021, tình huynh đệ và đối thoại, dấn thân yêu thương, hướng sự chú ý đến việc tìm kiếm sự hiệp thông với các giáo hội Kitô ở Brazil, một cuộc đối thoại đã diễn ra trong 5 năm. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, các Kitô hữu là những người đầu tiên phải làm gương bắt đầu từ việc thực hành đối thoại đại kết. Nó cho phép chúng ta mở lòng đón nhận người bạn đồng hành với chúng ta, không sợ hãi hay nghi ngờ, và trước hết để hướng đến những gì chúng ta đang tìm kiếm, đó là sự bình an trước Thiên Chúa độc nhất. Tới đây, Đức Thánh Cha trích dẫn thông điệp Fratelli Tutti, tất cả anh em, để nhấn mạnh về mối tương quan của sự tôn trọng và chia sẻ. Điều này sẽ đóng góp quý giá vào việc xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công lý. Theo Đức Thánh Cha, bên trong chân trời này, thông điệp là nỗ lực chung đã vượt qua đại dịch. Khi thực hiện được điều này, chúng ta sẽ có thể vượt qua những chia rẽ và hiệp nhất với nhau. Sau cùng, Đức Thanh Trà khuyến khích các thành viên của chiến dịch sử dụng các công cụ của mùa chay, cầu nguyện, ăn chay và bố thí để tránh rơi vào cám dỗ tiêu thụ và các hình thức mới của việc bảo vệ bản thân một cách ích kỷ khi đại dịch qua đi. Bộ Phung tự và Kỷ luật Bí tích quy định cử hành tuần thánh năm 2021 Vatican, Hôm thứ Tư 17 tháng 2, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố các quy định liên quan đến việc cử hành tuần thánh trong thời điểm đại dịch. Theo đó, xác lệnh được ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2020 vẫn còn hiệu lực. Theo Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, do đại dịch vẫn còn hoàn hành, làm thay đổi nhiều thứ, cả trong việc cử hành phụng vụ thông thường. Các quy tắc và chỉ dẫn trong các sách phụng vụ không thể đáp ứng hoàn toàn trong những thời điểm khủng hoảng đặc biệt như thế này vì lẽ đó giám mục giáo phận là người điều hành đời sống phụng vụ trong giáo hội của ngài được kêu gọi đưa ra những quyết định thận trọng để các cử hành phụng vụ có thể tiến hành đem lại kết quả tốt đẹp cho dân chúa và lợi ích cho các linh hồn được trao phó cho ngài liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội thánh bộ nhận định phương tiện truyền thông xã hội đã giúp rất nhiều cho các mục tử trong việc hỗ trợ và gần gũi với cộng đoàn trong thời điểm đại dịch bên cạnh những kết quả tích cực cũng cần phải xem xét những vấn đề phát sinh Đối với việc cử hành tuần thánh, các giám mục giáo phận được đề nghị tạo điều kiện cho việc phổ biến các cử hành do chính giám mục chủ sự, khuyến khích các tín hữu nếu không thể đến giáo xứ thì tham dự các cử hành do giám mục chủ sự như một dấu hiệu của sự hiệp nhất. Cụ thể các cử hành, các giám mục được nhắc nhở tuân theo sắc lệnh do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2020, trong đó đưa ra một số hướng dẫn cho việc cử hành tuần thánh. Thứ nhất, Chủ nhật lê lá cử hành tượng niệm việc Chúa vào thành Jerusalem và được cử hành bên trong thánh đường tại nhà thờ chính tòa, cử hành theo hình thức thứ hai trong sách lễ Roma, tại các nhà thờ giáo xứ và các nơi khác theo hình thức thứ ba. Thứ hai, lễ dầu. Tùy tình hình thực tế tại mỗi quốc gia, các giám mục có thể đưa ra những chỉ dẫn cho việc dời sang một ngày khác. Thứ ba, thứ năm tuần thánh, không cử hành việc rửa chân, vì đây là một thực hành mang tính tùy chọn, sau thanh lễ tiệc ly, không rước kiệu thánh thể, mình thanh chúa sẽ được cất giữ tại nhà tạm. Trong ngày này, tất cả các linh mục đều được ban năng quyền đặc biệt để cử hành thanh lễ tại một nơi thích hợp, dù không có giáo dân tham dự. Thứ tư, thứ sáu tuần thánh, trong lời nguyện chung, các giám mục nên soạn một ý cầu nguyện đặc biệt cho những ai đau khổ, các bệnh nhân, những người đã qua đời, chỉ một mình chủ tế hôn kính thánh giá. Thứ năm, canh thức phục sinh, chỉ cử hành nghi thức tại nhà thờ chính tòa và nhà thờ giáo xứ Trong phần phụng vụ thánh tẩy, chỉ giữ việc lặp lại lời hứa khi nhận bí tích thánh tẩy. Cuối cùng, thánh bộ gửi lời cảm ơn đến các giám mục và các hội đồng giám mục vì đã đáp ứng mục vụ trước tình hình thay đổi nhanh chóng trong năm vừa qua. Chúng tôi biết rằng không phải lúc nào các vị mục tử và các tín hữu cũng dễ dàng chấp nhận các quyết định được đưa ra. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng các quyết định này nhằm mục đích đảm bảo các mầu nhiệm thánh được cử hành trong một cách thức đem lại hiệu quả nhất có thể cho các cộng đoàn của chúng ta trong sự tôn trọng công ích và sức khỏe cộng đồng. Hội đồng kinh tế của Vatican thảo luận ngân sách năm 2021. Vatican vào chiều thứ ba ngày 16 tháng 2 năm 2021, Hội đồng kinh tế Tòa Thánh họp nhóm thảo luận cho ngân sách năm 2021 về tổ chức và bổ nhiệm các kiểm toán viên chính thức tại buổi họp trực tuyến cùng với các thành viên của Hội đồng Kinh tế có sự hiện diện của Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Che Acquan Antonio Guerrero Alves, Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Ba điểm chính đối với tài chính của Vatican đang được thảo luận gồm có. Trước hết về ngân sách hàng năm của Tòa Thánh cho năm 2021, tiến sĩ Caballero Ledo đã trình bày chi tiết về phần này. Tiếp theo, thay mặt Ủy ban Kiểm toán, nữ tiến sĩ Farah đã trình bày một số nguyên tắc để áp dụng hai điểm của tự sát một công việc tổ chức tốt đẹp hơn, được Đức Thánh Cha ban hành ngày 28 tháng 12 năm ngoái, liên quan đến việc chuyển ngân quỹ từ phủ quốc vụ khanh tòa thánh sang cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh. Cuộc họp cũng nhằm xác định một tổ chức tốt hơn, đặc biệt liên quan đến việc phê duyệt ngân sách và báo cáo tài chính và bổ nhiệm kiểm toán viên chính thức. Ngoài ra quy chế của Ủy ban kiểm soát cũng đã được thảo luận. Ngân sách của Vatican vốn đã thâm hụt lại bị ảnh hưởng nặng nề vào năm 2020 và đầu năm 2021 khi bảo tàng Vatican, một nguồn thu chính buộc phải đóng cửa trong hơn 24 tuần, giảm mất 85% dân thu. Đối với tòa thánh, cuộc khủng hoảng virus corona cũng có nghĩa là các khoản đầu tư vào thị trường bị sụp đổ, thu nhập bấp bênh từ các khoản đầu tư bất động sản và các khoản đóng góp từ giáo hội trên khắp thế giới giảm dần. Các khoản quyên góp giảm 25%, giảm giá hàng triệu euro tiền thuê nhà cho các thương gia đang gặp khó khăn. Tháng 5 năm 2020, giữa những hạn chế của lệnh phong tỏa, tòa thánh đã dự báo ngân sách với ba kịch bản có thể xảy ra. Dự báo đầu tiên giảm từ 30 đến 50% thu nhập bình thường, điều này sẽ xác định mức tăng thâm hụt là 28%. Dự báo thứ hai, giảm nguồn thu từ 50 đến 60%, hiệu quả một phần của các biện pháp được áp dụng để hạn chế chi tiêu và đưa ra biện pháp khắc phục đối với tiền lương với việc hạn chế 3% chi tiêu liên quan. Dự báo thứ ba là giảm mạnh các nguồn thu thập thông thường từ 50 đến 80% với sự gia tăng thâm hụt là 175%. Nhìn chung, mức tăng thâm hụt ước tính khoảng 145% được coi là kịch bản lạc quan nhất. Tuy nhiên, ngân sách của quốc gia thành Vatican vẫn chưa được biết, trong khi ngân sách của tòa thánh vốn thâm hụt 11 triệu đã được công bố. Cuộc họp kế tiếp của Hội đồng Kinh tế được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 4 tới. Tân Thủ tướng Ý trích lời Đức Thánh Cha về trách nhiệm con người trong thảm họa môi trường. Jome, trong bài phát biểu đầu tiên của mình trước Hạ viện Ý hôm 17 tháng 2, khi đưa ra kế hoạch hướng dẫn nước Ý vượt qua đại dịch COVID-19, cũng như các thách thức sau đại dịch mà đất nước này chắc chắn sẽ phải đối mặt, bao gồm cả biến đổi khí hậu. Tân Thủ tướng của Ý, ông Mario Draghi, đã trích dẫn những lời của Đức Giáo hoàng Francisco về sự thất bại của nhân loại trong việc quan tâm đến môi trường. Theo ông Traki, sự nóng lên toàn cầu không chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khỏe của chúng ta, mà đất đai các thành phố lớn lấy đi của tự nhiên có thể là một trong những nguyên nhân lây nhiễm virus từ động vật sang người. Ông nói thêm, như Đức giáo hoàng Francisco đã nói, những thảm kịch tự nhiên là phản ứng của trái đất đối với sự ngược đãi của chúng ta. Nếu bây giờ tôi hỏi Chúa rằng Ngài nghĩ gì, tôi không nghĩ rằng Ngài sẽ nói với tôi điều gì đó rất tốt chúng ta là những người đã phá hỏng công trình của Chúa. Đây là lời Đức Thánh Cha Francisco nói trong buổi tiếp kiến chung hồi tháng 4 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm ngày trái đất lần thứ 50, ngày được thành lập năm 1970 để nâng cao nhận thức và quan tâm của công chúng đối với môi trường và tác động của nó đối với sức khỏe con người và mọi sự sống. Chính phủ liên minh của Thủ tướng Giuseppe Conte bị sụp đổ vì đảng Viva Italia rút khỏi liên minh sau khi không đồng ý với kế hoạch chi tiêu của Thủ tướng Conte để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính do đại dịch COVID-19. Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã chọn ông Mario Draghi để thành lập chính phủ mới. Ông được nhiều người hoan nghênh như một sự lựa chọn tốt để đưa nước Ý thoát khỏi cuộc suy thoái kinh hoàng. Ông Draghi là một nhà kinh tế nổi tiếng đã giữ chức vụ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu từ năm 2011 đến năm 2019 và được xem là người đã cứu đồng euro trong cuộc khủng hoảng nợ nần ở châu Âu khi một số quốc gia thành viên châu Âu không thể đăng ký lại các khoản nợ của chính phủ. Ông Kragi là cựu học sinh dòng tên được Đức Thánh Cha Cô bổ nhiệm làm thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội vào tháng 7 năm 2020. Các giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản phản đối việc xã nước phóng xạ ra biển. Nhật Bản, các giám mục Công giáo ở Hàn Quốc và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung phản đối mạnh mẽ quyết định của chính phủ Nhật Bản về việc xả nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại ra biển. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất mạnh 9 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Nhật Bản, gây ra một cơn sóng thần cao 15 mét. Nó đã làm hư hại nặng nề nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Sự việc được xem là tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất kể từ sau thảm họa Chernobyl vào năm 1986. Sau nhiều năm tranh luận về việc xử lý chất lỏng, bao gồm nước được sử dụng để làm mát nhà máy Fukushima, nơi bị ảnh hưởng với trận động đất và sóng thần, các nhà chức trách Nhật Bản đã quyết định xả một triệu tấn nước đã qua xử lý ra biển. Theo truyền thông Nhật Bản, kế hoạch ban đầu là bắt đầu xả nước từ năm 2022, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Theo hãng tin BBC, hầu hết các đồng vị phóng xạ đã được loại bỏ bằng một quy trình lọc phức tạp, nhưng một đồng vị khác, tritium không thể bị loại bỏ. Nước đã được lưu trữ trong các bể chứa khổng lồ sẽ đầy vào năm 2022. Các nhà khoa học, các nhà bảo vệ môi trường và các nhóm đánh cá đã phản đối ý tưởng xả nước bị ô nhiễm ra biển với lý do rủi ro có thể xảy ra. Tuyên bố chung của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc và Nhật Bản, Ủy ban Môi trường và Sinh thái của các giám mục Hàn Quốc và Tiểu ban Hạt nhân về Hòa bình của các giám mục Nhật Bản viết. Chúng tôi phản đối việc xả nước chứa tritium, một chất phóng xạ đã được làm sạch và xử lý ra đại dương. Tuyên bố nói thêm, nước chứa tritium, một chất phóng xạ, được lọc sạch thông qua hệ thống xử lý nước bị ô nhiễm của nhà máy Fukushima. Việc xử lý thứ cấp các hạt nhân phóng xạ còn lại trong nước đã qua xử lý, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa có kết quả xác định. Tuyên bố cũng chỉ ra rằng báo cáo của chính phủ Nhật Bản đã không đề cập đến những ảnh hưởng của nước đã qua xử lý đối với sinh vật biển, môi trường biển và sức khỏe con người. Một khi được thả xuống biển, chất phóng xạ không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nó sẽ có tác động đến con người và thiên nhiên. Nó sẽ gây ra sự lo lắng và thiệt hại lớn hơn cho mọi người trên thế giới. Các giám mục nhắc lại thông điệp Laudato Si do Đức Thánh Cha Francisco ban hành năm 2015, mời gọi liên đới với các thế hệ tương lai. Các ngài viết, chúng ta có trách nhiệm chuyển giao cho các thế hệ tương lai một môi trường toàn cầu nơi chúng ta thực sự có thể sống an toàn và an tâm. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt. Câu thuyết của Đức Giáo Hoàng Việc ăn chay, cầu nguyện và bố thí như Chúa Giêsu đã giảng dạy giúp cho chúng ta có thể thực hành và diễn tả lòng hoán cải. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Vui bước tin mừng Cây ca bóng cạ giữa trời xuân Khi dòng nước thanh tẩy tràn vào nhà của hai ông bà cụ, thì không chỉ hai ông bà như hai gốc cây cổ thụ rổ sinh cành lá tốt tươi, mà cả vùng đất chung quanh cũng đầy tràn màu xanh hy vọng. Thật vậy, từ ngày hai cụ cúi đầu lãnh nhận các bí tích khai tâm kỳ tô giáo, con cháu dễ dàng nhận ra trên khuôn mặt của hai cụ tỏa sáng vẻ đẹp tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Nếu trước kia trong căn nhà chỉ có hai ông bà cụ ra vào lẽ bóng, thì nay hàng tuần có nhóm loan báo tin mừng giáo xứ đến chung lời cầu nguyện kéo theo cả mấy nhà chung quanh tham gia, cùng hòa chung tiếng gọi Thiên Chúa là cha, thay vì bao đời, mỗi khi gặp chuyện chỉ biết kêu trời. Tiếng trời nghe xa xôi làm sao. Cũng từ ngày hai cụ lấy nhận bí tích rửa tội, nhà có đặt bàn thờ Chúa, làm cho ngôi nhà nhỏ bé xinh xắn trở nên ấm áp. Vì nhờ tượng ảnh mà bất cứ ai bước vào cũng cảm nhận ánh mắt giàu lòng xót thương của con Thiên Chúa làm người và ở cùng chúng ta. Chả thế mà, bác hàng xóm dù chưa hiểu biết gì nhiều về thánh gia Nazareth, cũng nặng nặc xin lập bàn thờ ở nhà mình. Mở đầu là nhà hai ông bà cụ. Nay thêm 15 người, trong năm gia đình nữa, cũng vừa được lãnh nhận bí tích rửa tội. Thêm năm mái nhà chung tiếng nguyện cầu, làm thành xóm đạo. Mà trưởng xóm lại là cụ ông đã 90 và cụ bà trên 80. Cây cào bóng cả. Cái đàn này chẳng mấy chốc giáo xứ sẽ có thêm họ đào mới. Các anh chị em trong bàn loan báo tin mừng giáo xứ kích tròn xoe cặp mắt ngỡ ngàng trước hoa trái lạ lùng của ân sủng thiên chúa. Đấng tái yêu thương con người đến nỗi cho bà con sống đạo mới này có thể chạm vào mầu nhiệm sự sống thần linh của Ngài. Trong đó có phần nhỏ bé của anh chị em trong bàn loan báo tin mừng cùng với cha xứ và cả giáo xứ. Thật vậy, trước khi cha xứ về đây, mặc dù đã được sai đến với bà con lương dân từ lâu nhưng các anh chị em vẫn lúng túng lắm thế nhưng từ ngày có cha xứ về chăm sóc đời sống đức tin hàng ngày có thánh lễ thì anh chị em chỉ việc đi thăm hỏi rồi mời bà con đến nhà thờ cùng tham dự thánh lễ đẹp biết bao cảnh dân chúa đứng trước bàn thờ hay quỳ gối trước thánh thể và chỉ đơn giản ở trong sự hiện diện của ngài và người dự tòng nghe vang dội trong lòng mình tiếng gọi yêu thương. Khao khát được nhập đoàn với dân của Ngài, và vì thế cứ mỗi lần đến nhà thờ là một lần được Chúa đánh động đời mình và thúc đẩy chia sẻ sự sống mới của Ngài. Tới khi dòng nước thanh tẩy tuôn rào trên trán là lúc đó nói ra điều mình đã thấy và đã nghe. Anh chị em đã thấy gì và đã nghe gì mỗi khi được dẫn đến nhà thờ tham dự thánh lễ? Sức hấp dẫn ở đây không chỉ là thấy hoặc nghe mà là được cuốn hút vào. Một giáo sứ của lòng tin dẫn nhau vào đời sống đức tin qua việc học nhau quanh bàn tiệc thánh và kinh nguyệt. Học nhau trước mặt Chúa với trái tim rộng mở dưới cái nhìn yêu thương của Chúa và bước đi trong vòng tay chăm sóc, chở che của Ngài. Ánh mắt ấy, cái nhìn ấy, vòng tay ấy sẽ mãi dẫn đưa dân họ trên những nẻo đường của ân sủng, biến đổi mọi người thành chứng nhân của lòng thương xót Thiên Chúa càng tiến bước trên con đường của tin mừng, không chỉ anh chị em, những người được sai đi, mà cả những người vừa lãnh nhận hồng ân đức tin cũng xác tín về quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa. Hơn hai hết, cụ ông, cụ bà từ sâu thẳm của ý thức, trước đây hằng mong đợi được biết sự thật về thân phận con người giữa trời đất, về cuộc sống và cõi chết mà Tổ tiên gọi là sống gửi thác về thì nay, một khi hai cụ đã nhận được câu trả lời sau một thời gian dài tới nhà thờ giáo xứ Nơi đây, hai cụ gặp được kho tàng sự sống. Chính lời Chúa trong tin mừng mở ra con đường của sự thật và tràn đầy hy vọng. Ở đó, trong dòng chảy của một tình yêu vô biên, cảm giác buồn sầu và trống rỗng vô hạn được chữa lành. Cháy bỏng ước muốn chia sẻ tình yêu này, mái nhà của cụ ông, cụ bà đã trở thành chỗ cho lối xóm chung quanh tìm về dòng suối trong lành Dưới mái nhà nhỏ bé đơn sơ, ít ai ngờ một cụ ông đã 90 và cụ bà trên 80, như cây cao bóng cả để mọi người tìm về cội nguồn là thiên chúa và để mình được ấp ủ thương yêu. Cụ bà thường lắm chuyện, đông đưa chuyện đời rồi cũng dẫn người nghe đến thiên chúa. Cùng nhau gặp gỡ con thiên chúa làm người và cùng chúng ta. Chả thế mà khi gặp một bà già trong cảnh nguy tử, cụ khơi dậy lòng tin và khi nghe người bạn già sẵn sàng đón nhận hồng ân đức tin cụ lệ làng lấy miếng bông thấm nước đưa người bạn vào dòng suối thanh tẩy để khi mở mắt ra người bạn già thấy mình trong vòng tay thiên chúa nghe tiếng chúa cha nói qua hơi thở của sự sống con là con của cha hôm nay cha đã sinh ra con với Giê-xu và trong Giê-xu trong tình yêu cứu độ ngàn đời đã được chúa Giê-xu giải bày trên thập giá xác tín từ kinh nghiệm bản thân rằng biết Đức Giêsu Kitô và không biết Đức Giêsu Kitô thì hoàn toàn khác nhau. Đi cùng với Ngài thì khác với đi mù đường. Nghe lời Ngài khác với không biết Ngài. Chiêm ngắm Ngài, tôn thờ Ngài, tìm bình an nơi Ngài thì khác với không làm các điều ấy. Cố gắng xây dựng thế giới với tin mừng của Ngài thì khác với xây dựng nó với ánh sáng riêng của con người biết rằng với Đức Giêsu Kitô cuộc đời trở nên phong phú hơn và với Ngài ta sẽ dễ tìm thấy ý nghĩa trong mọi sự hơn. Nhận thức rõ điều này, cụ ông cụ bà cùng với năm gia đình mới tin theo đã xin cha xứ cho dựng một ngôi nhà nguyện, có thể dựng ngay trên phần đất của ông bà cụ, để ngày đêm giữa lương dân vang tiếng hát nguyện cầu, và đặc biệt để các trẻ em có nơi vui chơi sinh hoạt. Nơi đây, lương cũng như giáo, chung một mái nhà mái nhà của khôn ngoan và đầy tràn ân nghĩa của Thiên Chúa. Đa Minh Trần Văn Tân, dòng tên. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Mùa chay, cửa sổ nhìn vào tâm hồn thân mến, ở Nhật Bản, đặc biệt là ở thành phố Kyoto, có một phong tục được tổ tiên của họ truyền lại. Đó là ngắm hoa anh đào vào mùa xuân và ngắm tuyết rơi vào mùa đông. Đó không phải là một hoạt động chính thức hay đơn giản là một ánh nhìn hướng vào thiên nhiên, nhưng gần như là một nghi thức tôn giáo. Có những cửa sổ được thiết kế đặc biệt, đặc biệt là trong cách vách ngăn trượt gọi là soji, để ngắm hoa anh đào và tuyết từ bên trong ngôi nhà. Các cửa sổ để chiêm ngưỡng những cây anh đào nở rộ đó được gọi là hanami mado kết hợp từ các từ hana nghĩa là hoa, mi là xem và mado là cửa sổ và yukimado là cửa sổ để thưởng thức vẻ đẹp của tuyết. Việc ngắm hoa này hay ngắm tuyết không gì khác hơn là một nguyên tắc thẩm mỹ tự nhiên để có thể nắm bắt được những thời khắc những hình ảnh tinh túy nhất của một loại hình nghệ thuật từ việc này chúng ta có thể suy tư về lĩnh vực đời sống thiêng liêng của chúng ta nhất là trong mùa chay chúng ta cũng cần một cửa sổ để nhìn vào tâm hồn nhìn vào nội tâm để giúp chúng ta sống mùa chay có ích và ý nghĩa mùa chay là thời gian phục vụ cần thiết giúp cho sự trưởng thành và thanh tẩy nội tâm của chúng ta, giúp chúng ta chuẩn bị mừng Chúa phục sinh. Nếu chúng ta không chuẩn bị cho mình thì chúng ta sẽ để mùa chay trôi qua một cách vô ích mà không giúp gì cho đời sống thiêng liêng của mình. Chúng ta cũng sẽ để mùa phục sinh trôi qua một cách không ý thức và cứ thế mùa chay này sang mùa chay khác, giống như một người bước lên một chuyến tàu mà không biết mình sẽ đi về đâu, không biết những gì đang xảy ra quanh mình, không nhìn thấy ai xung quanh. Hàng năm, bước vào mùa chay, có lẽ chúng ta cũng cố gắng sống mùa chay bằng những hy sinh nho nhỏ, ngay cả thực hiện những việc bác ái. Nhưng có lẽ chúng ta quá bận rộn với bao công việc to nhỏ nên không có thời giờ để suy tư, để nhìn lại tâm hồn mình và có lẽ thậm chí chúng ta còn hy vọng rằng những tuần mệt mỏi này trôi qua càng nhanh càng tốt như là chút bỏ một gánh nặng của luật lệ. Chúng ta quên rằng mùa chay là cơ hội là thời gian để chúng ta đáp lại lời Chúa mời gọi đặc biệt trong mùa chay. Hãy hết lòng trở về với Ta. Mùa chơi thôi thúc chúng ta, nhắc chúng ta rằng không phải ngày mai, hay ngày mốt, hay trong tương lai, mà chính lúc này đây, Chúa đang mời gọi và chờ đợi chúng ta. Hãy hết lòng trở về với ta. Lời Chúa mời gọi không phải chỉ là đi lễ hàng ngày, ăn chay kiên thịt mỗi thứ tư hay thứ sáu, làm việc lành bác ái, nhưng còn là dừng lại, thinh lặng, ngắm nhìn chính tâm hồn mình, kiểm điểm xem tâm hồn mình đang hướng về đâu. Đó cũng là lời Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta trong bài giảng Thánh lễ thứ tư lễ cho. Chúa cần tấm lòng, cần tâm hồn chúng ta trở về với Chúa, chứ không phải những thứ tô vẽ bên ngoài. Có khi chúng ta làm việc bác ái không vì Chúa, không vì tha nhân, nhưng vì chính chúng ta để tô điểm cho chúng ta. Hàng ngày chúng ta chăm sóc cho các di sản văn hóa, nhưng quên linh hồn là thứ mong manh, dễ vỡ, cần được chăm sóc, phục hồi và gìn giữ và chỉ biết tích giải tội có thể làm được công việc này qua biết tích giải tội chúa đang chờ đợi chúng ta người chờ để tha thứ cho chúng ta để thanh tẩy tâm hồn tội lỗi vương vấn bụi trần của chúng ta đặt mình trước cửa sổ mùa chay sẽ cho phép chúng ta quan sát kỹ lưỡng tâm hồn mình như thế nào không giả vờ và không giả hình chúng ta sẽ khám phá ra hàng đống thứ vô dụng bất chính những ổ tiềm ẩn của sự xa đọa tội lỗi. Có lẽ chúng ta sợ hãi, e ngại khi đứng trước cửa sổ mùa chay, sợ nhìn thấy tâm hồn tội lỗi của mình. Chúng ta đừng sợ, vì như sau cánh cửa, người dân Nhật Bản nhìn thấy cảnh vật tuyệt đẹp của màu hồng sắc hoa anh đào, màu trắng tinh nguyên của tuyết, thì sau cánh cửa mùa chay, chúng ta sẽ thấy niềm vui đó là niềm vui khi khám phá ra chúng ta được tha thứ ngay khi chúng ta ăn năn sám hối trở về cùng Chúa. Nếu chúng ta bỏ lại thế giới cũ phía sau, nếu chúng ta sẵn sàng bước theo con đường Chúa chỉ lối cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con vừa bước vào mùa chay thánh. Mỗi người chúng con đã đi qua bao nhiêu mùa chay trong cuộc đời, nhưng có mấy khi chúng con biết sử dụng mùa chay thời gian ân thánh Chúa ban? chú mời gọi để nhìn thật sâu vào tâm hồn chúng con để nhìn thấy tâm hồn chúng con tràn đầy những lo toan bận rộn dững dưng tội lỗi và không có chỗ cho chúa Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết dành thời gian Chúa ban trong mùa chay này, biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi, xét mình để nhận ra những sai lỗi trong chúng con, nhận ra những ảo ảnh mà chúng con đang chạy theo, nhận ra Chúa mới chính là cùng đích, là hạnh phúc, là đấng mang lại niềm an vui hạnh phúc thật sự cho chúng con. AMEN Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Jesu Christus, ngợi